Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của Phương Tròn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ để các bạn xúc rửa sạch bên trong cái chai bẩn của chúng ta cực kỳ hiệu quả. Và đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng đó là cái cát xây nhà hay còn gọi là cát nhạ. Và bây giờ mình sẽ cho cái lượng cát này vào bên trong chai. Ok, sau khi mình đã cho cát vào chai thì mình cần cho thêm một chút nước vào nha các bạn. Đó, sau khi các bạn cho nước vào chai thì các bạn lắc xúc rửa là cái cát nó sẽ tạo cái ma sát và nó sẽ tự rửa chai của chúng ta. Ok, sau khi các bạn xúc rửa xong thì các bạn hãy đổ cái cát này đi. Ok các bạn, thế là chai của chúng ta đã sạch. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái mẹo này hay thì hãy tặng cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè các bạn. Và đừng quên đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo.